Sáng ngày 8 tháng 4, trường tiểu học Quyết Thắng phối hợp với cửa hàng Honda Moto Mạo Khê tổ chức hoạt động ngoại khóa an toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ. Tham gia hoạt động ngoại khóa, các em học sinh và giáo viên nhà trường đã được hướng dẫn cách đội mũ bảo hiểm đúng cách khi tham gia giao thông bằng xe máy, xe đạp điện, cách nhận biết biển báo hiệu giao thông, hướng dẫn ngồi sau xe an toàn, xem video về thực trạng an toàn giao thông. Đặc biệt, các em học sinh còn được tham gia giao thông bằng xe đạp điện trên xa hình. Đây là hoạt động nhằm trang bị cho các em học sinh của trường tiểu học Quyết Thắng nắm vững những nội dung cơ bản thao tác trong quá trình điều khiển xe đạp, đi bộ khi tham gia giao thông, nhất là đối với các em học sinh khối lớp 4, lớp 5. Nhân dịp này, cửa hàng Honda Moto Mạo Khê đã tặng 10 phần quà cho các em học sinh nghèo vượt khó của trường và tặng 2 triệu đồng cho quỹ khuyến học của trường tiểu học Quyết Thắng. Những năm qua, trường tiểu học Quyết Thắng luôn chú trọng công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho học sinh thông qua nhiều hình thức phong phú đa dạng. Chương trình hoạt động ngoại khóa an toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ được tổ chức lần này đã góp phần nâng cao nhận thức của giáo viên và học sinh nhà trường khi tham gia giao thông và xây dựng trường học an toàn giao thông.